Thưa quý vị, vẽ tranh chân dung làm quà tặng hay còn được gọi là Custom Portraits là tên một dịch vụ mới đang được người Việt tại thành phố Toronto của Canada ưa chuộng. Đây là ý tưởng của anh Phạm Đức Duy, một họa sĩ trẻ người Việt hiện đang sinh sống tại Canada với mong muốn mang đến những món quà tinh thần ý nghĩa đặc biệt để tặng cho gia đình và bạn bè. Không dễ để nhận ra đây là những bức tranh được vẽ bằng kỹ thuật phần mềm đồ họa trên máy tính, vì trông chúng gần như rất giống với những bức ảnh được chụp thật bên ngoài. Điều này đã trở thành điểm mới lạ đối với những khách hàng là người Việt Nam hiện đang sinh sống tại thành phố Toronto, Canada, đang mong muốn và tìm kiếm cho mình những món quà ý nghĩa cho người thân và gia đình. Trong cái xã hội bây giờ rất là phát triển thì đa số là mọi người không thiếu thốn nhiều về vật chất, đâm ra họ rất khó có thể tìm được những cái món quà mà nó mang tính tinh thần đấy. Nên là thì Duy mới gợi ý cho họ là hay là họ nên có thể vẽ một vài cái bức tranh. Bởi vì cái bức tranh thì nó rất là độc nhất, là gần như là vẽ tranh chân dung là sẽ không thể nào mà mình vẽ lại lần thứ hai được, và nó sẽ lưu giữ được rất là lâu. Thế nên là cái bức tranh chân dung là làm quà tặng là nó mang cái ý nghĩa tinh thần rất là lớn. Thế nên rất là nhiều khách hàng, bạn bè của mình khi mà mình vẽ cho họ thì họ phản hồi rất là tốt. Không dừng lại ở đó, anh Đức Duy tiếp tục mở rộng dịch vụ của mình bằng những tranh vẽ tay, chất liệu màu nước về cảnh vật để làm quà tặng, bán trên mạng xã hội và đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng từ khắp nơi, chủ yếu là người Việt tại Canada và Mỹ. Mình biết được dịch vụ vẽ hình làm quà tặng này nhờ các bạn đăng trên Facebook. Có rất nhiều các bạn trẻ bây giờ thích những hình vẽ bằng sơn mà chính tự tay các họa sĩ vẽ lên. Mình thấy rất là đặc biệt và ý nghĩa khi được nhận được món quà như vậy. Khi bạn mình nhận được bức tranh vẽ mà mình tặng cho bạn đó thì bạn mình cũng rất là vui. Và đặc biệt vì hiện giờ ai cũng có thể lưu hình ảnh bằng smartphone, nên có một bức tranh vẽ bằng màu tay thì thật là tuyệt. Có thể thấy rằng tài năng và công sức của những họa sĩ Việt tại Canada đang được công nhận, cũng như mở ra một tiềm năng kinh doanh mới cho những người họa sĩ có cơ hội được làm nghề và sống với đam mê của mình nơi đất khách.